Alo, chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng, xin chào thính giả. Chào bác sĩ ạ. Vâng, xin chào vị thính giả. Vâng, xin chào vị thính giả. Vâng, tuần trước cháu bị khản tiếng ấy. Vâng. Thì cháu có được người nhà giới thiệu là uống cái tiêu huyết thanh. Vâng. Thì bây giờ cháu đã hết khản tiếng rồi. Vâng. Cháu có nên sử dụng tiếp không ấy? À vâng. Với lại cháu dùng lâu thì có dùng nhiều thì có ảnh hưởng gì không ạ? Vâng, xin chào em. Đối với cái trường hợp khản tiếng của em thì không biết là của em nó có hay bị tái đi tái lại hay là do cái đợt này em nói nhiều hay là bị lạnh mà nó bị nhỉ em nhỉ? Gần đây là cháu nói nhiều. À thế à, vâng. Thế thì trong những trường hợp này thì em biết là mình cái nguyên nhân là nói nhiều thì mình nên hạn chế, mình điều chỉnh cái nói của mình để cho giúp cho thanh quản của chúng ta nó được nghỉ ngơi tốt em nhé. Thế và cái tiêu khiết thanh thì em cũng đã sử dụng khi mà khản tiếng và em thấy là hiệu quả bây giờ đã hết rồi. Như vậy thì rất tốt, tức là cái tiêu khiết thanh nó là một cái sản phẩm nó hỗ trợ trong cái điều trị những cái khản tiếng mất tiếng này. Vì nó có những thành phần như rẻ quạt, bồ công anh, bán biên liên, cây sói rừng, nó có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm và giúp cho chúng ta hết cái khản tiếng. Và đặc biệt nữa là khi mà em nói nhiều sau đó thì em nghỉ ngơi và điều chỉnh lại thì nó cũng sẽ ổn định. Thế thì trong những trường hợp này thì em cũng có thể, ví dụ như cái công việc của em mà cần phải nói nhiều thường xuyên thì em cũng nên sử dụng dài hơn để giúp cho nó ổn định lâu dài. Tại vì là cái tác nhân nói của chúng ta nó vẫn phải lặp đi lặp lại nhiều lần thì chúng ta nên sử dụng một cái quãng thời gian từ 3 đến 6 tháng, sau đó chúng ta nghỉ và chúng ta vẫn có thể lặp lại uống. Thế và khi sử dụng lâu dài cái sản phẩm tiêu khiết thanh này thì nó cũng hoàn toàn là an toàn, vì là đây là những cái thực phẩm chức năng được làm từ các cái thảo dược, và những cái loại thảo dược này thì nhìn chung nó cũng không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của chúng ta. Bên cạnh đó thì một cái chế độ sinh hoạt điều độ nó sẽ giúp cho em cải thiện được cái tình trạng khản tiếng. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn vị thính giả vừa rồi và đặc biệt là cảm ơn phần tư vấn của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thế Vân Anh.